còn lại. Chiến đấu lại 8 này còn lại. Oh no. Ca sĩ Đức Phúc. Wow. Ở đâu này chui đây vậy? Trời ơi, chổng nè. Chổng ra. Hay vậy ta? Rồi, chúng tôi. Anh chị. Em xin phép nhìn. Tuyên thệ. Đại diện cho các tuyển thủ, tôi xin thề sẽ tuân thủ và tôn trọng luật chơi của Đại hội thể thao Running Man Việt Nam, chơi là chạy, hướng đến một nền thể thao chơi đẹp, chơi sạch, nói không với chơi dơ. Nói không với chơi dơ. Tất cả sẽ cố gắng hết sức để tạo nên tiếng cười, mang đến tinh thần giải trí đúng nghĩa cho Đại hội thể thao chơi là chạy. Tôi xin thay mặt tất cả tuyển thủ hôm nay xin hứa. Em xin hứa lại thêm một lần nữa. Ok. Xin hứa. Một lần nữa không ạ? Và ai đầu to nhất người đấy sẽ phải thực hiện đúng nhé. À, dạ. Xin hứa. À, em cảm ơn anh chị. Hứa hết bây giờ thôi. Trong muôn vàn sự chơi dơ, vẫn tồn tại một cậu bé có tấm lòng ấm áp. Cuối cùng là Phúc đã trải nghiệm gần hết chặng đường khách mời đầu tiên của chương trình Running Man Việt Nam chơi là chạy. Thật sự là chỉ chơi có một cái hôm nay thôi là quá là mệt, thì rất là khâm phục tất cả các anh chị thành viên ở trong Running Man Việt Nam lần này. Mọi người chơi quá là giỏi và quá là hay, có thể show được hết thế mạnh của mỗi thành viên luôn. Ở vòng này người này giỏi, ở vòng kia người kia giỏi, trong vòng này người này yếu, vòng kia người kia vẫn giỏi. Ba tôi chịu. Wow. Đây là các bạn nam lớp tôi khi gặp bạn nữ mới. Hết giờ. Tôi câu thủ hiệu trưởng nha. Nhớ nha các bé nha. Nói nhiều lần. Quên hết rồi. quên lời luôn. Đây là đôi ta. Đây là đôi ta. Ở trên. Ở trên. Tình bạn. Tình bạn. Ở dưới. Ở dưới. Ở dưới. Nhớ chưa? Ở dưới. Nó sẽ là cái này đúng không? Ở dưới. Tình yêu. Tình yêu. Bọc bọc. Bọc bọc. Bọc bọc. Khi làm nữ thần, chúng tôi nghĩ Feel like falling deeper. Colder nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑의 시간 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. Nhưng thực tế là cái này mới bản thân á. Em quay qua kìm ra được không? Anh cũng mệt quá rồi. Phải đặt bảo cái này được. Mày mong mà. Bớt cái cỡ này cho đi. Không biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa. Tưởng là được bám trên vai người khác là dễ chịu, nhưng không hề dễ chịu đâu nha. Mình mất công mình dùng cơ nách của mình á, kiểu bám chắc quá, không có rớt. Nó xuống cầu thang, gãy xương này no. Hãy kể tên những bọn có lông. Trời ơi, 15 con. Cậu nhanh vậy? 20 con. Dạ. Ok, vô. Chuẩn bị thời gian. Bắt đầu. Vô. Con chó, con người, con mèo, con chuột, con sư tử, con chó sói, con cọp gì vậy? Con guru. Đây, kinh nghiệm là phải kể theo cái này mới được. Con xà lông, con chim, con chim, con chim sẻ, con chim sẻ, con chim, con chích lè, con. Anh giờ. Rồi mời ập cái chén cái đầu. Cái này không? Đúng được. Được nha. Được. Đúng rồi. Bắt sức lên, bắt sức lên. Đi rồi. Đi rồi. Trời đất ơi. Ôi. Đi rồi. Nè, không được nghiêng đầu, không được giật như thế. Em không rồi. Đến đây là các bạn lại bắt nghỉ chơi à? Các đường đố hết điều này. Mình xin lỗi các bạn fan. So strong. Yeah. You okay? Yeah. Hey, it was a good fight. Huh? Oh, no. No, no problem. I did a good job. I cannot believe it. I did a good job. Wow, this is really hard to move. It was nice meeting you. Thank you. No problem. Okay. Thank you. Okay. Bộ sưu tập Running Man Việt Nam chính thức mở bán ngày 10 tháng 10. Đặt hàng ngay tại vshop.vn.